anh đừng có bực mình với em. Em nói có chỗ nào không đúng hả? Lúc anh đi học em phải phụ mẹ lo tiền học phí cho anh đó, chưa kể tiền thuốc cho bà nội nữa. Anh đã đem được một đồng nào về cho cái nhà này chưa? Vậy chứ nếu như tao không để ý chăm sóc mày thì làm sao mày khôn lớn được tới như bây giờ hả? Thôi bà em. Còn ông nó đánh đi. Mày đừng có hét lên như ba. Chuyện này cũng có lỗi của mẹ đó. Ủa mày nói cái gì hả? Như vậy có nghĩa là bây giờ mọi thứ trong nhà này lỗi của tôi hết hả? Chính vì mẹ lúc nào cũng tiền tiền nên ba mới phải tìm. Mày nói cái gì là con nói luôn rồi. Ủa mày nói cái gì vậy? Đó, mày nói cái gì? Nói cái gì là là con nói luôn á, là cái gì đúng không? Cái này là sinh nhật của anh hai. Đúng rồi. Chà My phá kèo làm bể hết của tụi mình. Mọi người đang vui, My vô phá bình. Diễn một cái là đốt. Này là My thoại nhiều lắm luôn, mà My học cái đoạn thoại này lâu lắm rồi, học đi học lại học đi vậy, cái này cả trăm lần rồi. Mỗi lần mà lên cái đoạn cảm xúc á là vô chưa cay nha, lắc quay cận nữa đó. Không được đúng không? Với lại anh ghế bao nhiêu cái cây này là mình mới tập nhiều lần như vậy. Cái này chú chồng anh hay mất tiêu văn liền này. Con gái thì đừng có gấp chứ không. Chứ còn đỉnh. Cắt đi, cắt máy. Rồi. Chị lấy lại đi. Rồi làm. Xem sớm nhất giấc mơ của mẹ trên VOON lúc 20 giờ từ ngày 1 tháng 7 năm 2022.